Xin chào toàn thể anh em. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh đã công bố đoạn hội thoại trong phòng VAR tình huống không công nhận bàn thắng của Luis Diaz. Mình xin khái quát như sau. Khi Diaz đưa bóng vào lưới, trọng tài bên căng cờ. Trọng tài chính tuyết còi, sau đó phòng VAR kiểm tra, xem có việt vị hay không. Trọng tài phụ trách VAR đã kẻ vạch 2D, thấy không việt vị rất rõ ràng, nhưng trong giây phút mất tập trung, vị này đã quên mất quyết định trên sân là việt vị, tưởng là công nhận bàn thắng. Sau đó báo với trọng tài chính là đã kiểm tra hoàn tất, tức thống nhất với quyết định trên sân. Trọng tài chính cho trận đấu tiếp tục, đạo diễn hình phát lại tình huống, trợ lý VAR bảo phụ trách VAR là xem lại xem, quyết định trên sân là việt vị đấy. Lúc này thì các vị trọng tài VAR đã nhận ra sai lầm. Trợ lý VAR lúc đó đề xuất với phụ trách VAR là cho dừng trận đấu để công nhận bàn thắng. Nhưng phụ trách VAR, cái ông England ấy cho rằng luật không cho phép can thiệp nữa khi mà trận đấu đã bắt đầu lại. Đại khái là như những gì ESPN tiết lộ, ngay sau trận là trọng tài VAR đã tưởng trên sân công nhận bàn thắng. Về nội dung toàn bộ tình huống đó mình có cập nhật và có phụ đề tiếng Việt, xin mời anh em tham khảo thêm nhé. Oh good, both holding. Yeah. Leave it though. Wait, delay in. Yes. Give it. Put him up for the offside, mate. Just checking the offside, delay. Give a kick point, let's go. Yeah. Kick point, yeah, please. No, so, here we are. Wait, okay. She's getting a tight angle. Yeah, give me 2D line ready after as well for frame 2. So that's fine. Frame 2 there. Perfect. I've got yeah. The time on the side clock. 2D line on left boot. Yep. Let me change the angle. Is. I think it might be this angle better. Right. Have you got this angle? You yep. Organise you, don't yep. You? 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep. Okay. Wait, no way. So 2D line on the boot. Stop. Check complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yep. Yeah. Off. Oh, thank you, mate. Thank you, mate. Wait. Good process. The wrong decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside on field decision, goal. Yeah. That's what it does. What? On field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, yeah, it's onside. The image we gave play. You onside. Left back. He's playing, he's gone offside. Delay. Only saying to delay. Red throw. Pardon? Only's calling in to say delay the game. Delay the game. Stop the game. The free start again. From on field. Yeah, the free start. Yeah. Can't do anything. No. I can't do anything. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.